check camera thấy nhân viên ngồi nói chuyện một mình, xem đến cuối khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Là anh cần hỗ trợ gì? Mấy uống nước. À, phim trả góp. Thì bên em cũng có bán phim trả góp. Rồi theo anh hôm nay đến muộn. Tầm này 11, 12 giờ rồi. Bình thường là bên em cũng nghỉ rồi, nhưng mà hôm nay em lại ở lại công ty trực để mời anh. Mới đây, một đoạn clip từ camera giám sát của một cửa hàng được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhân viên ở cửa hàng một mình vào buổi tối. Thế nhưng, những hành động, cử chỉ của anh chàng lại gây sợ hãi vì như thể đang trò chuyện với một người không hiện diện. Trong đoạn clip có thể thấy, nam thanh niên đang ở cửa hàng một mình. Ban đầu dường như có ai đó kêu cửa nên nam nhân viên đã tiến tới và ra mở cửa. Dáng vẻ của anh chàng rất tự nhiên, gật đầu, mỉm cười rồi mời ai đó đi vào trong. Tiếp đó, anh chàng đã mời vị khách ngồi xuống ghế và nhiệt tình tư vấn sản phẩm và thỉnh thoảng lại trả lời như thể đang đối đáp với ai đó. Điều kỳ lạ là khi kiểm tra lại camera, không có ai khác xuất hiện trong khung hình. Anh cần hỗ trợ gì? Mấy uống nước. À, phim trả góp. Thì bên em cũng có bán phim trả góp. Rồi theo anh hôm nay đến muộn. Tầm này 11, 12 giờ rồi. Bình thường là bên em cũng nghỉ rồi, nhưng mà hôm nay em lại ở lại công ty trực để mời anh. Thì anh muốn mua phim trả góp. Nếu mà mệnh hỏa anh là hợp số 9 đấy, thì em có con hoa 9 này rất là đẹp này. Anh tham khảo con này. Đây anh. Ok anh, nếu mà góp thì mai, sáng mai anh quay lại thì anh em sẽ ký hợp đồng tại chỗ và sẽ giao sim luôn cho anh. Anh kiểm tra đúng thông tin thì có. Vâng. Rồi, nói chung anh yên tâm, bên em thì là hoạt động hơn 14 năm trên thị trường rồi. Khách trả góp các con xin hàng trăm triệu còn được. Ok, vâng, thế mai anh qua anh. Về anh với anh. Anh nói. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang và suy đoán về những hiện tượng không thể giải thích. Một số người cho rằng có thể nhân viên này sở hữu giác quan đặc biệt hoặc đang nhìn thấy điều gì đó mà mắt thường không thấy được. Tuy nhiên, sự thật đã được hé lộ sau đó khiến ngày nấy thở phào nhẹ nhõm, khi đó chính là nam nhân viên đang diễn tập nhằm chuẩn bị cho tình huống gặp khách hàng trực tiếp để không bị bỡ ngỡ. Và một phần đó cũng là đam mê tư vấn, nên anh chàng muốn troll dọa ma người xem. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.